Tổng hội sinh viên xin trân trọng mang lại cho quý vị Hội Tết sinh viên lần thứ 40 được tổ chức vào ngày 5 và ngày 6 tháng 2 tại OC Fair and Event Center. Quý vị sẽ được trải nghiệm những bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với các cuộc thi vui nhộn và nhiều gian hàng ẩm thực đa dạng. Mọi chi tiết về bảo trợ, ghi danh gian hàng và vé vào cổng xin liên lạc 714-576-6411 hoặc vào trang nhà tetfestival.org. Hội Tết sinh viên xin trân trọng kính mời. Kính chào quý khách của văn phòng Andrew Lê. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Andrew Lê. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Tess Osius. Nhân dịp ông sẽ có buổi ra mắt sách ở ngay tại quận Cam, thành phố Huntington Beach. Chúng ta sẽ có buổi nói chuyện để tìm hiểu thêm những chi tiết về sự kiện đặc biệt này. Trước hết, xin chào ông đại sứ Tess Osius. Chào bạn, chào tất cả các bạn. Bạn and Andrew, very happy to see you. Thank you. Thanks for having me on tonight. Vâng, xin chào ông đại sứ cũng như toàn thể quý khán thính giả của Phố Bô Sa TV. Andrew rất hân hạnh được gặp các bạn đêm hôm nay. Chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi và một lần nữa sẽ chương trình ngày hôm nay sẽ là chương trình hai song ngữ. Anh Andrew Lê sẽ giúp dịch ra toàn bộ những cái buổi hôm nay cũng như là có những cái câu hỏi riêng về buổi ra mắt sách. Trước hết thì có lẽ đi vào cái thông tin một chút xíu, thông tin của buổi ra mắt sách, rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái câu hỏi khác. First, can you tell us about the book signing you come over this Friday? Thank you very much. Yes, I'm coming back to Orange County after a few years of being away, and on Friday I will sign books at Barnes & Noble in Huntington Beach. It's 7881 Edinger Avenue in Huntington Beach, and I'll be there at 5 p.m. on this Friday, January 28th. Kính thưa các bạn, sau một thời gian vài năm vắng bóng ở Nam Cali, hôm nay Ted Oasis cũng như là quỹ sách ra mắt và Impossible, Nothing Impossible sẽ quay trở lại với các bạn tại nhà sách Barnes & Noble vào ngày thứ sáu này, vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu này, ngày 28 tháng 1, và địa chỉ của Barnes & Noble là 7881 đường Edinger Avenue tại thành phố Huntington Beach. Và như vậy là sẽ chương trình sẽ mở rộng cho công chúng được vào tham dự và vào miễn phí, có đúng hay không ạ? Is this open to the public and would it be a free admission, I guess? Miễn phí. You have to wear a mask. That's all. The rule is you can't go inside unless you wear a mask. But it's miễn phí. Vâng, sự kiện này sẽ mở rộng cho tất cả mọi người miễn phí. Với chỉ điều kiện duy nhất là các bạn cần phải có cái khẩu trang. Vậy thôi. Miễn phí hoàn toàn. Ông có thể cho biết tại sao là ông lựa chọn tới quận Cam để ra mắt sách? Có phải chăng vì nơi đây có một cái cộng đồng người Việt rất là lớn ở quận Cam mà cuốn sách thì liên quan tới cái vấn đề Việt Nam? Thưa ông, can you tell us why you choose Orange County to make a book signing event at this time? Is this because of there are a big community, Vietnamese community here?
in Orange County, and the book is very much related to Vietnam issue. That's exactly right. It's the biggest concentration of the Kom Dom Ngoi Mi'i Gốc Việt in the United States. And it's where I've visited a few times before. And I think it's where the discussion of reconciliation is really important. It's this community in Orange County that will decide, I think, how fast reconciliation proceeds, whether it goes forward. So I thought it would be really good to return and tell the stories that I know about reconciliation, what has inspired me about it, what has happened over the last 30 years. Vâng, kính thưa các bạn, chính xác là như vậy. Đó là lý do mà tại sao tôi muốn chọn buổi ra mắt sách cũng như là sự kiện ký sách để cho những ai mua sách của tôi. Vì như các bạn đã biết, cộng đồng hải ngoại của Việt Nam là cái vùng tập trung đông nhất ở trên nước Mỹ, chính là vùng quận Cam này. Và tôi đã từng đến đây thăm trước đây, cho nên tôi muốn quay trở lại. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những vấn đề liên quan đến vấn đề gọi là hòa hợp, hòa giải, vì đó là một vấn đề rất là quan trọng. Tại nơi đây, cộng đồng này, cũng như những gì chúng ta thảo luận, nó sẽ một lần nữa cho thấy rằng cái việc hòa hợp, hòa giải này có thể được tiến triển trong tương lai hay là không. Và những gì đã khích lệ cũng như là làm thiêu đốt trong lòng tôi một cái ngọn lửa hòa hợp, hòa giải, thì tôi cũng sẽ chia sẻ lại cho các bạn biết. Như vậy thì ông có trông đợi hay là ông có hy vọng là sẽ có nhiều vị khách từ cộng đồng gốc Việt tới tham dự bữa hôm đó hay không? Do you expect or do you hope to have a lot of Vietnamese reader, Vietnamese American to come to the event? I hope so. At this moment, the book is only in English. But in the future, it's going to be in Vietnamese as well. But I thought it would be good to bring the book and to bring the stories that are in the book to the community, Kom Dom Ngoi Mi'i Gốc Việt, to talk about these stories and why I think they're important, and to hear from people. Every time I've gone to Orange County, I have learned a lot. Vâng, tôi hy vọng như vậy. Và mặc dù lần này tôi chỉ đem với tôi cuốn sách bằng tiếng Anh mà thôi, nhưng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có xuất bản trong tiếng Việt. Tất nhiên là rất là tốt để tôi có thể đem với tôi trong hành trình thăm các bạn lần này là một cái cuốn sách. Tuy nhiên, trong cuốn sách này cũng có rất nhiều câu chuyện hay mà tôi cũng muốn đem theo. Đến với các bạn là những người gốc Việt, cộng đồng gốc Việt. Và những câu chuyện này sẽ giải thích cho các bạn biết là tại sao cái việc này rất là quan trọng. Và tôi hy vọng rằng là quyển sách này sẽ giúp cho các bạn hiểu được tấm lòng của tôi. Xin hỏi một câu có thể là tế nhị hoặc là hơi nhạy cảm một tí. Đó là nếu mà đã là trông đợi cộng đồng người Mỹ gốc Việt tới tham dự buổi ra mắt sách và vì ông muốn nói nhiều tới cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề hòa hợp hòa giải đó, thì tại sao cái ông không tổ chức cái sự kiện này ngay một cái địa điểm nào đó, ngay ở Little Sài Gòn? Mà nó ở thành phố Huntington Beach là khá xa Little Sài Gòn. Phải chăng là ông cũng có sự e ngại rằng là nếu tổ chức ở Little Sài Gòn, ông sẽ gặp phải sự chống đối nào đó từ những người không cùng quan điểm với ông ở ngay trong vùng Little Sài Gòn. If you expect the Vietnamese community to come over, why didn't you choose a venue right in the middle of Little Sài Gòn? Huntington Beach is a little bit far away from Little Sài Gòn. Is this any concern from you that there will be some protests from the people who doesn't have the same perspectives as you? Actually, no. That wasn't my worry, and I hope it's not too far. The reason I chose a bookstore is because when I do book signings at bookstores like Barnes & Noble, they're really well set up for it. They order the books in advance, and they know how to charge, and in this case, they will donate the money, the proceeds, and I will donate my royalties to Afghan refugees who are being served and helped by
by the community in Orange County. And they were very well set up to do all of this, so it made it logistically very easy to go to that bookstore. Cái điều mà anh Lân hỏi đó không phải là cái sự quan tâm của tôi. Và tôi cũng hy vọng rằng là tại cái nhà sách Barnes & Noble ở Huntington Beach thì cũng không quá xa với cộng đồng của các bạn. Lý do mà tôi chọn ở nơi đó là bởi vì họ rất là chuyên nghiệp trong vấn đề setup, là sắp dẫn xếp, lên, sắp xếp trong vấn đề sắp xếp. Và họ cũng đã đặt sách sẵn, rất là nhiều sách trước đây để có thể có kịp sách để đem đến. Rồi sau đó nhà sách họ cũng biết cách để tính tiền. Và cái phần quan trọng trong cái dịp này đó là họ cũng sẽ thiến tặng những cái phần tiền lời của họ, cũng như chính bản thân tôi thì cũng tôi cũng biếu tặng cái tiền nhuận bút của tôi trong phần bán sách này cho cái quỹ hỗ trợ những người tị nạn Afghanistan. Hiện nay họ đang có mặt tại quận Cam và tôi sẽ làm điều đó. Và một lần nữa, ý tôi nói rằng là cái nhà sách này á, thì họ đã thành rất là chuyên nghiệp trong vấn đề tổ chức, và đồng thời nó cũng rất là dễ dàng cho cái việc ra mắt sách. Ngay cả, thưa ông, ngay cả nếu không tổ chức ở Little Sài Gòn mà tổ chức ở Huntington Beach như vậy, nếu có những người tới mà không đồng quan điểm mà tới để phản đối một những cái điểm nào đó ở trong quyển sách, thì ông sẽ nghĩ sao? Ông sẽ đối thoại với họ hay không? If Huntington Beach, if there are some people who come over to protest because they don't like something in the book, will you communicate or will you talk with them? Absolutely. I was asked, you know, do I worry about the protests? No, it's America. People can say what they want to say, and there are people who disagree with me. But when I visited Orange County before, I've never encountered protests. Instead, people have told me about their concerns, and I have listened, and I've learned a lot. So I would welcome those whose views are different from mine to express those views. Vâng, tất nhiên là như vậy. Tôi không hề lo lắng một chút nào cả. Tôi sẵn sàng tiếp đón tất cả mọi người. Như các bạn biết đó, mọi người đều có quyền bất đồng. Vì đây là một xứ Hoa Kỳ, bạn có quyền tự do để phát biểu ngôn luận. Và tôi không có hề ngại ngùng cái điều đó. Trước đây thì tôi đã từng đến với các bạn, và lần trước thì tôi không bao giờ gặp cái sự chống đối nào cả hoặc là biểu tình nào cả. Tôi chỉ gặp những người bày tỏ cái sự quan tâm của họ mà thôi. Và tất nhiên tôi học hỏi được rất nhiều từ sự lắng nghe của những cái mối quan tâm đó. Cho nên tất nhiên tôi muốn các bạn đến để bày tỏ sự quan tâm, và tôi rất là muốn học hỏi từ các bạn. Có một sự kiện có thể nói là không vui đối với lại cái cuốn sách của ông cách đây không lâu. Đó là liên quan tới việc dự định ra mắt sách, tổ chức giới thiệu sách ở trường đại học Fulbright ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng, sau khi mà đã chuẩn bị rất là đầy đủ, đã thông báo rất là rõ ràng, thì đã bị hủy vào giờ cuối. Thì ông cho biết ông suy nghĩ thế nào về chuyện đó, và đồng thời là theo ông biết thì đó là tại sao mà bị hủy như vậy, cũng như là ai là cái người hủy và cái cấp nào là cái cấp đã quyết định ra cái quyết định là hủy cái việc ra mắt sách của ông ở trường đại học Fulbright ở Việt Nam. There was one unfortunate accident in regarding your book. The book signing in Fulbright University in Vietnam were canceled at the last minute, even though you already have planned out everything. So can you tell us how do you feel about that? How do you think about that? Do you have any information why it got canceled? And who was the one who authorized the cancellation, as well as what kind of level involved into that decision, please? So I regret that event was canceled. I was really looking forward to it. I wanted to speak to the students at Fulbright University and tell them the stories of reconciliation that are in my book. And the fact that it happened, the cancellation happened at last minute, suggests to me that maybe there were some people who didn't like my book.
Maybe some people in the government didn't like my book and they communicated that to Fulbright University. But I don't know that for sure. I know that that's been reported, but I've never heard myself exactly what happened. And Fulbright University never explained why they canceled that event. So the truth is, I don't really know. But I can tell you, I was very honest in my book. And there will be things in my book that some people won't like. Some people in the government, maybe even the community in Orange County, some people won't like things that I've written, but I wrote the book as honestly as I possibly could. That's all I could do, is try to be honest. Vâng, như cái câu hỏi của anh đó thì tôi lấy rất là tiếc về cái sự kiện đó đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bản thân tôi thì tôi rất là mong đợi đến cái sự kiện đó để nói chuyện với các sinh viên trường Đại học Fulbright về cái câu chuyện giải hòa và câu chuyện đó hủy bỏ vào giờ cho phút chót, làm cho tôi dấy lên một cái suy nghĩ đó là có thể có một vài người nào đó ở trong chính quyền đã không có thích cuốn sách này của tôi. Mặc dù vậy, tôi không hề có bằng chứng nào cả và tôi không biết chắc về vấn đề đó. Bản thân tôi thì tôi không có nghe cái điều gì cả. Thậm chí là trường Đại học Fulbright cũng không có đưa ra một lời giải thích nào, cho nên tôi không biết chắc chắn. Điều mà tôi có thể nói ở đây đó là tôi đã viết cuốn sách đó một cách rất là chân thành và phải nói là rất là trung thực. Những gì mà tôi đã viết ra, tôi nghĩ rằng có thể có một vài người đó không thích, cũng như ở quận Cam một số người cũng có thể nghe những cái câu chuyện đó và cũng không thích. Nhưng mà cách của tôi viết đó là tôi thật sự rất là trung thực trong những gì tôi viết. Như vậy thì nếu mà nói theo như vậy thì tôi xin có câu hỏi follow up với như vậy, với cái chuyện đó. Ông nói rằng là ai đó trong chính phủ không thích cái cuốn sách, hay là một vài điểm là trong cuốn sách, cho nên là đã dẫn tới cái việc hủy. Như vậy có phải chăng là trường đại học, cho thấy là trường đại học Fulbright, mặc dù là trường đại học do Hoa Kỳ gọi là tài trợ đầu tư để mà lập cái trường đó ở Việt Nam, thì đã không được hoạt động một cách độc lập. Ông là một người, theo tôi nhớ là ông là một người đã từng làm hiệu trưởng của trường, hay là một cái chức vụ nào đó rất cao ở trường đó, thì ông có thể xác nhận là trường đại học Fulbright có được hoạt động độc lập hay không? As you said, there might be someone in the government doesn't like the book. That's why it get canceled. Does it mean like Fulbright University, even though it's by the U.S. government, it wasn't independence in Vietnam? As I remember, you were a principal of the university sometime. Can you confirm if Fulbright University in Vietnam is an independent organization there? So it's a Vietnamese university. It's not a U.S. university. Of course, it was started by Americans and it's been supported by the U.S. government. And the United States supported it based on promises from the Vietnamese leadership that it would have full academic independence. It would be a place where students could pursue all ideas and have academic freedom. So my hope is that it continues to be what we aspired, as American style Vietnamese university with full academic freedom. That's what we sought to build, and I hope that that's what it is. Vâng, cái câu nói của anh, câu hỏi của anh liên quan về vấn đề liệu trường Đại học Fulbright có được hoạt động một cách độc lập ở Việt Nam hay không. Tất nhiên điều tôi muốn trả lời đó là đây là một cái trường đại học của Việt Nam, chứ không phải là trường đại học của Mỹ. Mặc dù là Hoa Kỳ đã khởi động và thành lập nó cũng như là yểm trợ nó. Chính phủ Hoa Kỳ đã yểm trợ cái trường này là bởi vì dựa trên những lời hứa của chính phủ Việt Nam sẽ giúp cho trường Đại học Fulbright trở nên là một trường đại học hoàn toàn độc lập và tự lập cũng như là tự do về về Hàn Lâm. Chính vì lý do đó mà Mỹ đã ủng hộ trường này trở nên là một cái trường với sự tự do để các bạn có thể nghiên cứu và học hỏi cũng như là tìm kiếm ra những cái thành tựu trong vấn đề khoa học và Hàn Lâm.
Chúng tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ đã tạo ra nguồn cảm hứng và cái nguồn cảm hứng trong giáo dục, nhưng mà trong phong cách của Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng với cái nguồn cảm hứng đó thì trường đại học Fulbright được xứng đáng có cái sự tự do hàn lâm mà Hoa Kỳ đã hy vọng. Tôi xin phép một câu nữa trước khi anh Andrew đặt những câu hỏi của anh ấy. Và tôi được biết là chúng ta sẽ được tới khoảng 9 giờ rưỡi khi ông ấy có một cái sự kiện khác. Sau khi mà ra mắt sách như thế này rồi đó, thì bao giờ cái cuốn sách sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt? Nếu có được xuất bản bằng tiếng Việt thì nó có được phát hành ở Việt Nam một cách trọn vẹn trong cái nội dung của nó hay không? When will the book will be in the Vietnamese? And if so, will it be completely translated from the English version without any editing or censor? And so it'll be later this year. It'll be published in Vietnamese. And it's my intent to make sure every single bit of it is translated properly into Vietnamese, and that all the nuances are conveyed in Vietnamese. It's an honest book in English. I want it to be an honest book in Vietnamese. And I have friends who are going to help me check the translation to make sure that it's accurate and the book is complete. Vâng, cái quyển sách thì sẽ được trong bản tiếng Anh rồi, nhưng mà trong bản tiếng Việt thì có lẽ là cuối năm nay sẽ được hoàn tất. Ý định của tôi đó là tôi mong muốn rằng tất cả từng chi tiết một của quyển sách, every single bit, có nghĩa là từ chi tiết nhỏ cũng sẽ được biểu diễn, diễn tả trong tiếng Việt. All nuances, có nghĩa là những ý tưởng, những dòng tư tưởng nào mặc dầu cho nó ra làm sao cũng được sẽ chuyển ngữ sang tiếng Việt. Trong tiếng Anh nó là một quyển sách rất trung thực, thì tôi cũng mong rằng trong tiếng Việt đó là một quyển sách trung thực giống như vậy và đầy đủ, hoàn hảo. Good luck with that. Chúc ông may mắn cho cái điểm đó. Anh, mời anh. Yes, Ted, Mr. Ambassador. Tôi gọi ông ngài đại sứ là Ted bởi vì đó là một cái sự thân mật mà ông cho phép chúng tôi gọi. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gọi ông là một nhà đại sứ bởi vì đó là một cái chức vụ trong cái nghề nghiệp của ông. Thưa ngài đại sứ, ông mong rằng sẽ có bao nhiêu quyển sách được bán ra trong đợt này? How many books do you anticipate being sold this time? So I asked the bookstore to order 100 books. Of course, I hope more than 100 will be sold, but it's pretty easy. I also can bring along what's called book plates. So I can sign even for someone who doesn't receive the book right at that spot if they should run out. And they can always order more books. But anybody who comes gets a signed book or a signed book plate. Whoops, it should look like this. So I'm happy to give this to anybody if they happen to run out of books. Vâng, câu trả lời cho các bạn đó là tôi đã yêu cầu nhà sách là họ hãy đặt mua trước 100 cuốn. Và bản thân tôi thì tôi cũng có đem theo những cái book plate, tức là những cái gọi là một cái có thể là bìa cứng in sẵn cái hình của sách. Các bạn cũng có thể có được cái chữ ký của tôi ở trên cái đó để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, những bạn nào mà mua sách đó, thì tôi sẽ ký cho các bạn trên cuốn sách này. Mặc dù vậy, các bạn cũng có thể lúc nào cũng có thể đặt mua sách trên website hoặc là trong nhà sách để có một cuốn sách. Nhưng mà các bạn yên tâm là hễ ai đến trong cái đợt này thì tôi sẽ tặng cho các bạn có chữ ký của tôi trên cái book plate, có nghĩa là có thể dùng nó để làm một cái bookmarker đặt trong cái quyển sách của mình làm kỷ niệm. My second question for you. You are quite productive and very prolific. You wrote 4 books so far. I've read the titles and I've seen them. Number 1 in 2002, you wrote about US-Japan a relationship book. In 2013, you were so prolific and you wrote 2 books. India-Asian book and then US-Indonesia book. What happened then? Probably you got so excited, huh? And then now, US-Vietnam 2021.
What made you wrote these books, and what is your future agenda? Andrew hỏi ông ngoại sứ đại sứ là ông rất là một người phải nói là có khả năng viết sách rất là nhiều. Năm 2002 thì ông viết cuốn sách về mối quan hệ của Nhật Bản và Mỹ. Năm 2013 ông viết hai cuốn về tăng cường mối quan hệ giữa Ấn Độ và cộng đồng Tiểu Á hoặc là Đông Nam Á, và quan hệ của Mỹ và Indonesia, cũng như là năm 2021 là cuốn Việt Nam. Lý do nào ông đã viết những cuốn sách này, và trong tương lai cái định hướng cũng như là chương trình làm việc của ông là như thế nào? So first, this is probably the last question because I have to jump over to something else in a few minutes. Okay. But it's a great question. And the other books, all three of them are policy books. They're all very serious policy books for, you know, people who are focused on foreign policy. This is not. This is a book of stories. This is from my heart. It's because I love Vietnam so much. I had to write this book. I had to write why I love Vietnam, what I think is really important about reconciliation, and what amazing things happened to bring our two countries closer together after such a terrible war. It's not over. Reconciliation isn't over. And that's why I think it's so important to have this dialogue with friends in Orange County and to keep learning about what still needs to happen. But I wrote the best book I could, the book I needed to write, because I had been close to this relationship for so long, and I knew so many people who took big risks to bring our two countries closer together. Yes, thank you very much. Câu trả lời của ông đó là những cái quyển sách mà Andrew vừa nói đó là những sách về chính sách, policy books, chính sách cũng như là chính trị, những đường hướng tương lai của Hoa Kỳ trong mối quan hệ với các nước khác. Tuy nhiên, cái quyển sách về Việt Nam này thì đây không phải là một cuốn sách nói về chính trị hay là đường hướng chính trị. Nó là một cuốn sách viết từ tấm lòng, trái tim của tôi. Tôi yêu Việt Nam và tôi giải thích câu chuyện đó qua quyển sách này. Đó là một cái mối quan hệ mà tôi nghĩ rằng nó xứng đáng được hòa giải. Bởi vì một cái mối quan hệ giữa hai nước đã từng ở trong chiến tranh tàn khốc với nhau, và bây giờ con đường duy nhất đến với nhau đó là con đường hòa giải. Chúng ta cần có thể nói chuyện với nhau và chúng ta có thể học lẫn nhau, để rồi những gì mà chúng ta học được nó sẽ hướng đến tương lai cho nhau. Tôi thường muốn viết những quyển sách này một cách là hết cái khả năng tâm huyết của tôi. Và cuốn sách về Việt Nam này tôi muốn dùng điều đó để viết nó, bởi vì tôi đã biết cái đất nước của các bạn thật là một thời gian rất dài. Tôi biết rất là nhiều người, và tôi biết thậm chí có rất nhiều người đã hy sinh cũng như là họ đã liều lĩnh rất là nhiều để có thể làm những việc cho cả hai đất nước chúng ta. Trước khi mà ông chia tay chúng ta thì như đã nói, đây là thời gian, thời điểm gần tới Tết rồi, chỉ còn có vài ngày nữa là Tết rồi. Ông tới ngày thứ sáu, thì thứ bảy là ngày gọi là trong những ngày Tết rồi. Ông cho một lời chúc Tết tới khán thính giả của Phố Bursa TV ở khắp nơi, ở quận Cam, ở toàn Hoa Kỳ cũng như là ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, mà chắc chắn trong số đó không ít người rất là am hiểu về ông đại sứ Ted Osius. Xin mời ông ạ. So I love Ted, and I love this period when you make the banchung and the ban Tet, and when people collect the hoa đào or the hoa mai. And so I'm very excited that I get to come to Orange County just before Tet, and I want to wish everybody một buổi Tết sức khỏe, an khang, thịnh vượng. I hope you have a beautiful new year, and I hope you have health, prosperity, and happiness in the new year. Xin cảm ơn rất là nhiều. Andrew nghĩ là Andrew không cần dịch nữa, bởi vì rất là từ tấm lòng, from your heart, ông đã nói cái điều là ông yêu mến Tết của chúng Việt Nam. Ông biết là trong mùa Tết thì các bạn có bánh chưng, bánh tét, có hoa đào, hoa mai. Tôi rất là vui sướng khi trông đợi đến ngày được đến với cộng đồng Nam Cali của các bạn. Tôi chúc cho các bạn sức khỏe cũng như là an khang thịnh vượng, một năm mới đầy tràn thành công cũng như là
sức khỏe mà ông nói trong tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Rất là cảm động. Thank you, Ted. I hope we're going to see you here. I hope you're going to come to Little Saigon to try the pho. We have best pho everywhere. Okay. I hope it's not very far from Huntington Beach to... No, not far at all. 10 minutes, 15 minutes drive. Oh, no problem. I'll come and have pho. Xin cảm ơn. Thank you. Awesome. Thank you, Ted. Chúc Ted vui vẻ. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Anh thấy sao ông nói tiếng Việt cái đoạn mà chúc Tết thấy đủ đầy đủ dấu không? cũng rất là ấn tượng đối với một ông đại sứ. Mặc dù là ông đi rất là nhiều nước, làm rất là nhiều việc, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn dành tình yêu, phải nói là một cái tình yêu từ tấm lòng đến với những người dân Việt Nam, cũng như là không những là người con Việt Nam mà thôi, mà còn quan tâm đến vấn đề tương lai của Việt Nam, tương lai của Hoa Kỳ, rồi cũng là quan tâm đến vấn đề của hậu duệ, quan tâm đến vấn đề văn hóa của Việt Nam, trong bánh tưng, bánh tét, rồi bạch hoa đào, hoa mai, rồi chúc sức khỏe, rồi cũng chúc Tết nữa. Phải nói là tôi rất là ngạc nhiên khi thấy một người đại sứ của một cái đất nước hùng cường, giàu có, mạnh mẽ, mà lại quan tâm và nói rằng yêu đất nước Việt Nam và rất là yêu nhiều lắm, đến nỗi mà bây giờ phải viết sách bày tỏ tình yêu từ tấm lòng, thì rất là cảm động, thưa anh. Ông gấp quá cho nên tôi còn chưa kịp hỏi ông là nếu mà ông tới Little Saigon, ông ăn cái gì? Dĩ nhiên là phở rồi, nhưng mà còn cái gì khác nữa không? Cho nên là nếu mà anh là cái người gọi là giới thiệu cho ông những cái quán ở đây, thì anh nghĩ là anh sẽ giới thiệu ông ăn quán cái món gì ở Little Saigon này? Bây giờ chắc phải hỏi quý khán thính giả quá. Phải là khán giả của Little Saigon. Tôi nghĩ là chắc chắn ông phải ăn phở. Phở bò, phở gà, bún bò ấy. Nhưng mà cái điều hồi nãy mình cũng không có thời gian, tại vì ông gấp quá, chỉ dành có 30 phút mà giới thiệu, cũng đúng 30 phút. Cho chúng ta biết rằng cái hành trình của ông đến với Việt Nam và thông báo về cái chuyến đi vào thứ 6 này. Thì Andrew nghĩ rằng là Andrew cũng nên khích lệ tất cả các bạn ở vùng Nam Cali hoặc những vùng phụ cận có thể lái xe về Huntington Beach. Cái địa điểm của nhà sách Barnes & Noble cũng nói sơ với các bạn là bãi đậu xe rất là rộng. Phải nói là họ không có thiếu chỗ đậu xe đâu. Các bạn có thể vào khu vực Edinger, nhất là những ai ở đây có đi tập thể dục ở Belaterra đó, thì các bạn chắc chắn cũng sẽ biết cái khu vực đó. Bãi đậu xe rất là đông và rất là nhiều. Tôi rất là ngạc nhiên khi ông ta trả lời là ông chỉ order đem theo có 100 cuốn sách. Không biết là có đủ hay không. Gửi qua trước có 100 cuốn sách à? Như vậy thì ông theo anh thì anh nghĩ là đó là ít hay nhiều? Tôi nghĩ là có lẽ là hơi ít. Hơi ít đúng không? Hơi ít. Tôi cũng nghĩ vậy. Cộng đồng ở đây không thì ít ra đi nữa thì giàu có đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà có một người đại sứ của Hoa Kỳ đến đây để viết sách, để cho chúng ta biết về tấm lòng của ông ta, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên cho ông biết rằng không phải chỉ có một người Mỹ mới biết quan tâm đến người khác, mà người Việt Nam cũng rất là yêu quan tâm, và nhất là người Việt Nam gốc Việt. Khi ở Hoa Kỳ chúng ta học lấy những điều tốt của Hoa Kỳ, và chúng ta trở nên những người tử tế, rất là dễ thương, và chúng ta bất đồng trong tình yêu nữa. Có thể bất đồng trong tình yêu, chứ không thể lúc nào cũng cứ choảng nhau. Hoặc là không nhất thiết là bất đồng trong tình yêu, mà bất đồng trong sự gọi là tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Anh có ghi xuống cái thông tin của cái ngày thứ 6 hay không? Giờ nhất. Nhắc lại cho các bạn là đó, giờ là 5 giờ chiều, ngày thứ 6, ngày 28 tháng 1. Có nghĩa là những ai đi làm về, các bạn cố gắng đi ra sớm chút xíu. Lái xe đến, có thể là Andrew nghĩ là sẽ chắc chắn là sẽ có người xếp hàng đứng chờ đó. Tại vì 100 cuốn sách thì quá ít để mà có thể có một cái chữ ký của ông trên cuốn sách của các bạn. Và lấy làm tiếc nếu mà những ai đến mua sách mà không có chữ ký. Không có chữ ký ở trên cuốn sách thì ông cũng có mang theo gọi là mấy cái tấm gọi là để mà làm dấu cái cuốn sách đó, thì ông sẽ ký ở đó. Còn ai muốn đặt mua thì sẽ đặt mua sau, sẽ được cuốn sách gửi từ từ nhà sách, từ nhà xuất bản gửi tới, nhưng mà lại không có cái chữ ký của ông, cho nên là cái buổi hôm đó hết sức là đặc biệt. Không xa lắm Little Sài Gòn, tôi nghĩ chắc chừng 20 phút chạy từ ngay địa điểm Little Sài Gòn tới. Không tới 20 phút. Không tới nữa. 10 phút.
Nếu các bạn đi đường bonsai, mình chừng hao mà đi cái đường bonsai mùa này thì chắc chắn là không đủ thời giờ đó. Bonsai, bà con ra đây hết trơn. Các bạn tới đường beach, các bạn quẹo trái đi xuống biển, qua khỏi đường không phải qua khỏi đường McFadden thì rút dưới cầu Freeway 405 là các bạn đến ngay cái ngã tư đường beach với đường Edinger, các bạn quẹo phải. Khi các bạn quẹo phải thì các bạn giữ lên phải luôn và đậu vô cái parking lot trước mặt. Thì đó là nhà sách Barnes & Noble. Cho những ai các bạn nhớ đó thì trong khu Barnes & Noble Bellaterra này cũng có những cái rạp chiếu phim như là Edwards, những khu mua sắm nhỏ cũng rất là dễ thương. Một cái điểm nữa ông nói đó là vào lúc 5 giờ nha các bạn. Cho nên nếu ai đi sớm được thì nên đi sớm để xếp hàng. Và các bạn cần phải đem theo khẩu trang. Đó là điều kiện duy nhất để các bạn vào trong cái nhà sách này. Tôi có hỏi liên quan tới cái chi tiết, nó nghĩ rằng là nó hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà đối với ông trả lời cũng rất là bình thường. Cái chuyện, từ cái chuyện mà gọi là ông nghĩ sao về cái vấn đề mà cái cuốn sách của ông đã bị hủy cái buổi ra mắt sách ở trường đại học Fulbright ở Việt Nam đó, thì theo ông nghĩ là có một ai đó, chắc là có ai đó trong chính quyền không thích cái chi tiết nào đó của cuốn sách, cho nên là không có đã dẫn tới hủy. Anh nghĩ sao về cái nguyên nhân? Mình chưa đọc hết cuốn sách của Ted, cho nên cũng không biết cái lý do tại sao là có cái sự chống đối hoặc là có một cái điều gì đó đã cản trở cái việc ra mắt. Nhưng mà theo cái nhận định của Andrew đó là chắc chắn trong cuốn sách đó không phải là chỉ có người gốc Việt ở cộng đồng hải ngoại không thích, nhưng mà ngay cả người trong nước không thích. Như vậy rõ ràng là có một cái sự chống đối, mà rõ ràng cuốn sách này ra đã phục vụ được cái mục đích đó, có nghĩa là muốn hòa giải. Và sự chống đối ở cả hai phía, kính thưa quý vị. Luôn luôn đi giữa hai làn đạn thì nó luôn luôn có đạn bắn tứ phía là chứ phải. Không phải chỉ một phía ở hải ngoại không, nhưng mà thậm chí ở trong nước của họ cũng có bày tỏ một cái thái độ gọi là cũng không thích cái sự hòa giải hay là cái tinh thần hòa hợp này. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà báo chí luôn luôn là, hoặc là truyền thông luôn luôn có cái chỗ đứng của mình rất vững chắc, là trình bày cho các bạn những cái sự thật. Mà các bạn là những quý khán thính giả, là những người luôn luôn theo dõi, và nhất là theo dõi Phố Bộ Xe TV, nhớ đăng ký, subscribe, bấm nút chia sẻ để có thể có những tin tức cập nhật nhất về tình hình biến chuyển của mối quan hệ mới trong Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ rằng là ông Ted đã đưa cái gì đó nói về chính sách Hoa Kỳ-Việt Nam trong tương lai. Giống như ông đã nói, đây là cuốn sách bày tỏ những cái câu chuyện trung thực, những gì mà ông viết ra từ tấm lòng của ông. Tuy nhiên trong cái những gì mà ông trình bày đó, thì Andrew cũng có thể nhận định rằng là cuốn sách này dường như ông cũng muốn gióng lên một cái tiếng nói truyền thông. Đó là có những điều có lợi, có những điều bất lợi trong mối quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam, và những điều mắt thấy tai nghe mà ông đã viết lại trong cuốn sách. Thì hy vọng là các bạn đón đợi và đọc xem cuốn sách này nó có những gì để chúng ta mới có thể đưa ra những lời nhận định chính chắn hơn. Cho tới giờ phút này thì mình cũng thật sự là chưa đọc hết, chưa có thấm thấu đủ cái tư tưởng ngoài mấy cái ngoại giao của cái ông thần đồng ngoại giao Ambassador Ted Osis. Ngoài mấy cái chi tiết gọi là rất là hấp dẫn, là những cái chuyện mà ông kể về gọi là thâm cung bí sử trong những cái vụ mà ông là cái người gọi là tạo tác ra những cái buổi gặp gỡ, trong đó cái buổi gặp gỡ quan trọng nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong vai trò Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là trong vai trò Chủ tịch nước, sang gặp ông Obama ngay trong Nhà Trắng. Cái chuyện chưa từng có xảy ra ở trong cái tòa, cái phòng bầu dục của Nhà Trắng. Đó là cái chuyện chưa từng xảy ra, mà ông đã có góp phần rất là lớn trong cái việc đó. Và chính ông cũng nói đó là một trong những cái điểm mà ông cho rằng là quan trọng nhất trong cái sự nghiệp làm ngoại giao của ông. Đó, tôi nghĩ nếu không phải là vì cái vấn đề mà có những người không ưa gì cái chuyện hòa hợp, hòa giải trong nước, từ trong nước, thì tôi nghĩ rằng là những cái tiết lộ của ông có khi là tiết lộ nó kỹ càng quá, nó rõ ràng quá, thì nó cũng có thể chưa tới lúc giải mật thì nó bị cấm. Nhưng mà lại có cái chuyện là ông nói rằng là sẽ xuất bản cái cuốn này bằng tiếng Việt. Hồi nãy không nhớ ông có nói rõ hơn chi tiết hay không, nhưng mà trước đó chúng ta có trao đổi với ông thì ông nói rằng là sẽ do nhà sách First
First New là tôi nhớ không lầm là của anh Phước, cái gì Phước đó, là sẽ xuất bản cái cuốn đó. Mà nếu mà đã vì cuốn sách mà bị hủy ở ngay trường đại học Fulbright mà giờ đây thì dịch ra tiếng Việt thì làm như thế nào để có thể là dịch ra hoàn toàn không có đụng chạm thì có lẽ cũng hơi khó, tại vì cuốn sách đã từng bị hủy buổi ra mắt sách, mà bây giờ đây dịch ra tiếng Việt thì lại càng dễ đọc hơn cho toàn dân nữa, thì nó sẽ phải có những cái vấn đề của nó. Nhất là cái vấn đề mà anh nói về cái vấn đề chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng qua Hoa Kỳ, thì làm cho Andrew nhớ ra một cái sự kiện mà trước đây cũng rất là nhiều người đã nhận định. Tức là sau cái chuyến đi đó về đó thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu mở ra coi như là nhen lửa cái nồi chống tham nhũng tại Việt Nam, và cái lò lửa đó nó đã cháy, và nó cháy bừng lên những vụ án gọi là kỳ án tại Việt Nam. Tôi rất là đón đợi đọc cái cuốn sách này một cách đầy đủ hơn, bởi vì không biết là những cái điều gì đó để có thể bày tỏ một cách bí mật ra là cái lò lửa này là do Việt Nam chủ động đốt lên, hay là do Mỹ xúi Việt Nam đốt lên, hay là những cái yếu tố chính trị nào đó mà mình không biết được. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái cuốn sách khá là quan trọng. Anh nói cái chi tiết đó thì sẽ có ngay những người thấy trên vài hòn đá nói rằng là lại là những cái tư tưởng là tôn thờ Mỹ quốc này nọ nữa. Mình không biết được, nhưng mà có rất là nhiều cái sự kiện cho mình thấy rằng là sau cái chuyến đi đó về đó thì lò bắt đầu cháy lên. Và anh biết rằng cái vấn đề lửa mà lò lửa chống tham nhũng cháy lên là liên quan đến sống đến sống chết. Bởi vì liên quan đến mạng người, liên quan đến tài sản, và đã có rất là nhiều người liên quan tới chức vụ. Chức vụ, mất hết tài sản, mất rất là nhiều điều quan trọng trong cuộc đời, và họ thậm chí là cả cái sự nghiệp và chính trị của họ cũng tiêu tan. Cho nên đó cũng là một phần mà chúng ta thấy rằng là có lẽ là về nhận định của một số người thì họ cho rằng là cái cuốn sách của ông đã quá trung thực, hoặc là trung thực quá mức cho phép. Đó là một vài nhận định. Có một cái chi tiết khác nữa. Tôi không có thấy, hoặc là tôi chưa đọc hết cho nên chưa thấy trong cái cuốn sách có nói tới hay không, là một cái chi tiết là một cái lần đó ông qua quận Cam nói chuyện, thì trong trao đổi riêng, hình như là cũng không phải riêng nữa mà là lúc đó ông họp báo, thì ông cũng có nói ra một cái chi tiết mà sau đó nó thực sự nó xảy ra. Đó là ông nói rằng là một trong những người mà sẽ giữ cái vai trò tứ trụ và sau đó, nhất là cái vai trò hình như là chủ tịch quốc hội, thì ông nói sẽ là bà Kim Ngân, vì ông nói rằng bà là một người trong sạch, không có bị dính dáng vào mấy cái vụ ăn hối lộ vân 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 vân. Thì ông nói rất chắc về cái điều đó, và sau này thì nó thực sự nó xảy ra như vậy. Có nghĩa là ở cái vai trò của ông thì cũng nắm được nhiều cái thông tin đi trước nhiều người lắm, cho nên là chắc chắn là những cái thông tin đó ở trong cuốn sách của ông, bây giờ đọc lại và ngẫm lại những cái thời kỳ đó thì chắc chắn nó sẽ rất là thú vị và giải mã được nhiều thứ. Theo anh nghĩ là cuốn sách này không biết ông có bị Quốc hội Hoa Kỳ gọi là censor không? Tôi nghĩ là không bao giờ có chuyện đó. Ngay cả những cái cuốn sách của ông gì mà phụ tá của ông Trump mà sau này viết gọi là moi móc ông Trump ra mà còn không ăn thua gì ông gì cố vấn an ninh tối cao của ông Trump, ông mà có râu mà tôi phỏng vấn tôi quên mất rồi. Steve Bannon hả? Ông có râu bạc mà. Ông John Bolton. John Bolton đó. Ông viết cuốn sách đó mà còn không bị ăn thua gì. Mình có cái phỏng vấn với ông John Bolton đúng không? Đúng rồi, mình sẽ trả lời và đưa ra cái việc đó. Rồi về cái việc hồi nãy, nói lại cái câu chuyện hồi nãy đó, bình một tí. Tôi đặt ra cái việc mà ông tới Little Sài Gòn, tại sao ông tới Huntington Beach mà không tới Little Sài Gòn, có phải là ông ngại bị chống hay không? Thì ông cũng phải chẳng phải là ông ngại gì cả. Ông nói ông đã từng đi tới Little Sài Gòn, rồi lúc đó ông chỉ được người ta đặt câu hỏi nhiều và đưa lên những cái quan tâm của người ta mà thôi. Tôi còn nhớ
Cái lần đó ông tới nước Sài Gòn thì các dân cử từ ông Andrew Đỗ cho tới bà Janet Nguyễn, rồi nhiều cấp khác nữa, kể cả ông Phát Bùi, vân vân, tiếp đón rất là nồng hậu. Các hội đoàn khác có những cái buổi kín, những cái buổi công khai, nhưng mà rất là nồng hậu. Nhưng mà nó có một cái điểm khá là tế nhị, là ở lúc đó ông có nói rằng là ông không có tiện để mà khi mà ông xuất hiện thì nó kế bên cái cờ vàng ba sọc đỏ, thì nó sẽ làm khó cho ông khi mà ông quay trở lại Việt Nam làm việc, tiếp tục cái nhiệm kỳ của ông. Thì do vậy nó xảy ra cái chuyện là mỗi khi ông đi tới đâu nói chuyện đó thì nó có một cái động tác nhỏ là dời cái cờ đi, một là khuất hẳn cái sân khấu, hai là dời ra cái mé bên kia của cái sân khấu, để khi mà hình chụp vào thì nó không dính sát với cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là một cái điểm mà cũng khá nhiều người về sau hoặc là ngay thời điểm đó cũng không được hài lòng lắm, phản đối vân vân. Ông Ngô Kỷ cũng là một trong những người gọi là phản đối cái việc đó rất là kịch liệt, nói rằng là có thể là cái chuyện đó là không nhất thiết phải như thế, nói rằng các vị đại sứ nhiệm kỳ trước cũng như là các vị đại sứ nhiệm kỳ sau đã không đặt cái vấn đề đó ra, không đặt cái điều kiện đó ra sau khi mà tiếp xúc với lại cộng đồng Việt Nam ở đây. Nhưng mà có một cái là không biết là có liên quan hay không. Trước ông Ted Osius thì gần như là bất cứ ông đại sứ nào mà đi nhậm chức hoặc là đi nhậm chức rồi thì quay trở về thì cũng hay ghé cộng đồng Việt Nam ở đây hoặc là cộng đồng Việt Nam ở Washington DC để gặp gỡ cộng đồng người Việt, để lắng nghe cái nguyện vọng của cộng đồng người Việt, để mà cộng chung với lại những cái chính sách của Mỹ để mà làm việc với lại bên Việt Nam. Nhưng mà về sau này không biết là vì đại dịch hay là vì những cái vấn đề gì khác mà tôi thấy không thấy các vị đại sứ đó tới cộng đồng Việt Nam để mà tiếp xúc, để mà lắng nghe nữa. Trừ ông Daniel Christian Brink, là ông sau ông Ted Osius thì có một cái buổi, thì cái đó cũng có. Nhưng mà ông sau nữa thì chưa thấy. Đó. Ông sau này mới vừa lên trước à? Vừa lên trước. Nhưng mà chắc là trong mùa đại dịch cho nên là không có tới kịp. Có thể là ông ta sẽ đến thăm cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Tuy nhiên cái điều mà một trong những nhận định nữa mà Andrew thấy trong cái lần ra mắt sách này đó, thì hình như chỉ có một ông Ted Osius là người viết sách thôi, chứ còn đa số mấy ông ngoại trưởng khác hình như, hoặc là xin lỗi đại sứ khác, thì không có viết sách gì về Việt Nam cả. Có một cái ông chắc đại sứ golf nhiều hơn. Một ông đại sứ mà Andrew nhớ có lần ông ta tên là gì, Peterson hả? Ông đó đáng lẽ là phải viết sách. Ông đó là hình như là ông là người gần như là người đầu tiên. Đúng rồi, Peterson người, là sau đầu khi tiên sau chiến tranh. Vận. Sau khi cấm vận. Thì hoặc là tạo đại sứ Mỹ mở cửa trở lại ở Hà Nội thì đáng lẽ ông đó phải nên viết những giây phút lịch sử đó. Nhưng ông lại không có sách nào, đúng không? Anyway. Thì viết sách là một cái văn hóa rất là hay của phương Tây, kính thưa các bạn. Và một trong những cái điều mà họ viết sách để lại đó là nó giúp cho cái câu chuyện luôn luôn ở một cái thế gọi là không có chuyển lay. Tại vì nếu mà kể chuyện hoặc là báo cáo về thông tin truyền thông á, thì nhiều khi nó còn lệch lạc. Chứ còn viết sách á, thì khó có thể nào mà xuyên tạc hoặc là có thể thay đổi được cái nội dung. Do đó cái việc viết sách là một cái việc rất là cần trong cái văn hóa phương Tây để chuyển tải một cái thông điệp cái người tác giả muốn nói. Cho nên Andrew mong rằng tương lai anh Lân cũng viết vài cuốn sách để ra mắt, để ký cho mọi người, mỗi người cuốn. Anh nói làm tôi gãy đầu. trong khi anh đánh giá rất là trân trọng cũng như là cao về ông Ted Osius cũng như là cuốn sách của ông ấy, thì trong đây có một bạn là tên là Thanh Hùng Vân, nói là kênh này mời ông khách tào lao. Anh đồng ý không? Ông khách nào? Chắc là ông khách Ted Osius. Ông khách là ông khách Ted Osius ấy. Ông Ted Osius không phải là khách, mà là chính khách kìa. Chính khách. Chắc là khách mời trên cái kênh của chúng ta. Trên cái khách mời trên cái chuyện mà tôi không biết là anh mời thì ông ta có được hay không, ông ta có đến hay không, nhưng mà chính ông ta là người đã mời anh phỏng vấn ông ta, đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là anh có đồng ý rằng đó là một ông khách tào lao hay không? Để mà sau này tôi lại còn chuyển lời tới cho ông ấy nữa. Theo các bạn... Hùng Thanh Vân hả? Hùng Thanh Vân thì không biết là bạn Thanh Hùng Vân thì không biết là bạn ấy là ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ thì không biết, nhưng mà nếu mà mọi người đồng ý với lại bạn Thanh Hùng Vân là ông
ông khách test hoses là ông khách tào lao thì bạn cho số 1, còn nếu mà ai không đồng ý với lại ý kiến của bạn này thì cho số 0. Cái này mình chỉ gọi là gọi là thăm dò cho nó lấy số đông để thôi. Đấy. Thật ra thì nếu mà lấy ý kiến của Andrew thì Andrew không nghĩ rằng là ông Test Osius là người tào lao. Bởi vì bản thân ông Test Osius đã đẩy mạnh cái chương trình tiếp tục yểm trợ, hỗ trợ về vấn đề Mỹ giúp cho bom hạt nhân gì, bom da cam ở sân bay Đà Nẵng. Cũng như là những chiến dịch giúp đỡ rất là nhiều. Ông cũng tạo điều kiện cho ông Tổng Bí thư Việt Nam lần đầu tiên. Một ông tổng bí thư có nghĩa là ông đảng trưởng đúng không? Mà không phải là đại diện nhà nước, ông chỉ là đại diện cho đảng thôi. Mà lại được mời vào tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ là cái nơi chỉ tiếp đón nguyên thủ quốc gia mà thôi. Đó là một cái tiền lệ chưa bao giờ có phòng bầu dục tại Hoa Kỳ, cũng như là trên toàn thế giới. Chưa có ông Fidel Castro nào mà vô... Hay là ông Brezhnev, hay là ông Gorbachev. Thậm chí là anh chàng Bắc Hàn kia, hay là ông Tập Cận Bình, cũng chưa bao giờ vô Nhà Trắng cả. Ông Tập Cận Bình thì ông ta là chủ tịch nước, cho nên ông ta có thể vào Nhà Trắng. Nhưng mà nếu mà một ông tổng bí thư của một nhà nước, tổng bí thư của một đảng mà vào Nhà Trắng thì chưa hề có tiền lệ. Thì mà ông Ted Osius đã thuyết phục được cho ông Obama để làm chuyện đó. Thì mình không biết là các bạn nhìn nhận ra thế nào, nhưng mà ông chính khách này không phải là tay vừa để có thể muốn mời. Thật ra mà nói, bạn kia đánh giá là ông, nếu mà tôi hỏi không lầm, là nói rằng là ông Tess Osius là ông khách tào lao, thì nó cũng không phải là cái điều gì quá đáng. Đó là một cái nhận định hết sức cá nhân, hết sức riêng của mỗi người, đều có cái quyền nhận định đó. Và một cái nhận khác, xét khác mà Andrew không biết là các bạn còn nhớ hay là anh Long có nhớ hay không á. Ông Ted Osius là một trong những vị đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ là người openly gay, là người bảy màu á, bảy sắc cầu vồng, người đồng tính, người đồng tính, để đứng trong một cái vai trò chính khách vào Việt Nam. Và cũng qua cái ông Ted Osius này, mặc dù là Andrew không có bày tỏ cái quan điểm của Andrew về vấn đề người đồng tính hay là như gì ở đây cả, nhưng mà Andrew muốn nói cho các bạn biết rằng là khi ông Ted Osius về đến Việt Nam để nhận cái chức vụ là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì rất là nhiều cái phong trào bình đẳng giới đã được mở ra, đã được cải thiện, những cuộc đối thoại ở Việt Nam được cởi ra rất là nhiều. Có nghĩa là nó gây cho những cái cuộc sống của Hoa Kỳ, ảnh hưởng của Hoa Kỳ về vấn đề bình đẳng giới ở Việt Nam được trở nên một cái vấn đề được đối thoại, và nó mở ra rất là nhiều cơ hội và hy vọng cho những người ở trong cái giới tính thứ ba đó. Thì Andrew thấy rằng là những cái mặt tích cực mà ông Ted Osius này làm cho Việt Nam cho đến tận phút này, thì mình thấy ông là một chính khách và đó là rất đáng nhớ, rất đáng trân trọng, thay vì là chúng ta phỉ nhổ hoặc là chúng ta gọi ông ta là tào lao. Tôi không nghĩ đó là điều đó là nào. Cái những hoạt động của ông đối với lại cái vấn đề ở Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Còn đối với lại ở trong những người trong cộng đồng vốn là có rất là nhiều cái xu hướng khác nhau đó, thì ông cũng có nhiều cái sự quan tâm lắm. Tôi còn nhớ một cái cuộc phỏng vấn của tôi với ông ấy hình như là 5-6 năm trước ở Hà Nội. Lúc đó ở Hà Nội thì khi tôi đặt một câu hỏi rằng là ông nghĩ như thế nào về cái chuyện là làm như thế nào để khi mà ông nói tới cái vấn đề mà chính sách Hoa Kỳ Việt Nam rồi cái quan hệ hai bên đó, thì tôi hỏi là theo ông thấy thì cái vai trò của người Việt Nam hải ngoại cũng như là cái người Việt Nam hải ngoại thì theo cái quan điểm của ông đó, thì sẽ hoạt động theo cái xu hướng như thế nào để mà có thể cải thiện tốt hơn, hay là làm cái quan hệ tốt hơn, hay là làm cho Việt Nam tốt hơn. Thì trong khi có rất nhiều những cái cách khác nhau trên thực tế, thí dụ như là có những doanh gia thì họ đi làm ăn thẳng Việt Nam, có những nghệ sĩ thì họ đi hát ở Việt Nam, có những người qua lại như vậy, thì ngược lại cũng có những cái
cái xu hướng là vẫn không có đồng ý với lại cái quan điểm của Việt Nam, thành ra là vẫn có những cái chống đối rất kịch liệt. Thì đó là rất nhiều xu hướng khác nhau. Ông thì ông nói rằng là nên nhìn theo cái cộng đồng người Việt, nên nhìn theo cái xu hướng hoạt động của nước Mỹ nếu mà muốn. Tôi còn nhớ loáng thoáng là cái câu nó khá quan trọng, đó là nếu mà còn muốn có một cái vai trò nào đó ở trong cái tiến trình mà quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, thì nếu mà cộng đồng muốn có một cái vai trò nào đó thì cần nhìn theo cái cách của chính quyền Mỹ, nhìn theo cái xu hướng của chính quyền Mỹ đang là trong cái quan hệ với Việt Nam. Thì đó là cái cách mà ông diễn tả cái quan điểm của ông về cái vấn đề có thể nói là hết sức là nhạy cảm đối với lại là cộng đồng người Việt nhìn về cái quan hệ Việt Mỹ. Ngoài cái vấn đề làm đại sứ tại Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted không những là đã làm tròn cái vai trò của mình trong vấn đề đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng mà xin lỗi các bạn, làm cho cái mối quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên cũng mở ra rất là nhiều cái chương trình mới, trong đó có những cái quỹ ủng hộ, quỹ giáo dục. Rồi Andrew cũng còn nhớ là trong cái chương trình mà ông mở ra những cái thương mại song phương, thậm chí là cái TPP lúc đầu cũng dưới cái ông thời của Obama, ông là người ủng hộ rất là nhiều, có thể tạo công ăn việc làm, mở rộng giao thương cho Việt Nam mình. Từ cái thời của Obama thì Việt Nam phải nói là xuất khẩu đạt ngưỡng nhiều cái kim ngạch xuất khẩu rất là lớn. Cái điều đó mình đáng mừng là bởi vì nó giúp cho cái cải thiện cái đời sống của người dân của mình. Nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cánh cửa tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ ở Việt Nam dần dần cũng sẽ được hé mở. Cho nên Andrew cũng mong rằng là qua cuốn sách này, nói tóm lại, đi đâu cũng về cuốn sách thôi. Chúng ta nên đọc cái cuốn sách để hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của cái người chính khách này, thay vì là chưa đọc mà chúng ta, người ta nói trong cái câu tiếng Anh đó là đừng bao giờ chúng ta đoán xét cuốn sách bằng cái bìa của nó. Bây giờ chúng ta sẽ phải ngưng cái chương trình, tại vì sorry, 7 giờ là có chương trình của Thủy Vân. Lăng mang nói quá thành ra là gì. Thôi nhắc lại mọi người, Hãy đón đọc cuốn sách, nhớ tới tham dự cái buổi ra mắt sách để mà gặp ông ấy, ký sách hoặc là thậm chí đối thoại với lại ông Ted Osius ở Huntington Beach vào thứ 6 này vào lúc 5 giờ. Vâng, kính chào các bạn. Xin kính chào mọi người và xin hẹn gặp lại. Lúc 7 giờ nó vô.